Chata
Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui, con kính dâng quốc đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Bà Giá Nam mô Sanh Thầy ạ. Xin chào cả lớp. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học bài số 11. Vậy chúng ta sẽ học trực tiếp trên file quả cho nó nhanh ha. Để tư soạn cái file PowerPoint là để dành cho các tử mới mới mình chưa có đọc được, thì mình tập đọc nhiều ở trên đó. Còn giờ thì các tử mình học cả hai lớp thì mình đọc khá hết rồi. Nên giờ mình đọc trực tiếp trên cái file của luôn. Đây là bài 11, đó là nói về nhân vật đồng sinh. Trong
bài này thì sau phần lịch sử liên quan đến các nhân vật đồng sinh với thái tử Tiết Thất Thắng thì mình có phần văn phạm là thị Mỹ Lai với càng từ chỉ nơi cũ. Như vậy thì mình học được một thì nữa là thì thứ ba là thì hôm trước chúng ta đã học thì hiện tại, thì quá khứ và đây là thì vị lai tạm tụ qua thì rồi tạm từ thì hôm nay đã học phần tạm từ chỉ nơi cũ và đây là đoạn lịch sử của bài này khi thầy tự được hào sinh công chúa Yashodhara và hoàng tử Ananda đại thần Kalunda Ji người dẫn xe chanh mát ngựa canh thắt cá xây đại thọ bồ đề và bốn hầm châu quả cũng đã ra đời vào ngày ấy. Đây là bảy nhân vật đồng sinh. Trong các nhân vật đồng sinh, công chúa Yashodhara, Yashodhara sẽ trở thành ái hậu của thái tử, người đánh xe chanh mát hoàng ngựa canh thắt cát sẽ đưa ngài từ hoàng cung đến nơi xuất gia dưới cội cây đại thọ bồ đề, cũng sẽ trở thành nơi bồ tát Tiết Thất Thắng tự mình tu tập và đạt được toàn hạnh giác trí vào ngày rằm tháng Ni Sắc. Khi Đức Bồ Tát đạt được quả vị đồng giác, đại thần Kalunda Ji là người đầu tiên thỉnh Đức Phật trở về thành tập Vị Lao Bất Quốc. Cũng tại đây, Đức Phật đã thuyết pháp khiến cho những thân quyến của ngài đạt được thánh quả. Hoàng tử Ananda sẽ trở thành vị tỳ khưu thì của Đức Phật. Để đó là cái đoạn văn nói về bảy nhân vật đồng sanh và sự liên quan với Bồ Tát. Trả lời câu hỏi, phần trả lời câu hỏi thì mình sẽ học sao? Thì ta sẽ học phần đọc phần ngữ vần trước. Đây là trang ngữ vần của bài này. Mới một bài thì mình có một trang ngữ vần. Rồi chúng ta nghe đọc trước. Ananda Raja Kumara, Ananda Raja Kumara, Amito Dana Raja, Amito Dana Raja, Kaludayi, Kaludayi, Kanasarati, Kanasarati, Kanthakasa, Kanthakasa, Mahapothikukha, Hà Phù Thị Rục Khăn, Bách Chà, Bách Chà, Ta Ha Chà Ta Phục Cá Lá, Ta Chà Ta Phục Cá Lá, Nây Dĩ Sá Tí, Nây Dĩ Sá Tí, Vi Mà Na Tổ, Vi Mà Na Tổ, Hết Thà, Hết Thà, Âu Vi Sá Tí, Âu Vi Sá Tí, A Thi Gạch Chí Sá Tí, Ati gachi sati sama sampothi jnana, sama sampothi jnana, ketha ketha papuna peti, papuna peti, ariya phala, ariya phala, uttupathaka, uttupathaka, uttupathaka. Ta để ý đọc để đọc cho đúng ha, anh học nhiều rồi. Ananda Raja Kumara, Ananda Raja Kumara, Amito Dana Raja, Amito Dana Raja, Kaludayi, Kaludayi, Channasarathi, Channasarathi, Kanthakasa, Kanthakasa, Mahapothirukha, Maha Phù Thị Rục Khăn, Bách Chà, Bách Chà,
Sahaja Tapukala Sahaja Tapukala Nayi Sati Nayi Sati Vimanato Vimanato Hitha Hitha Kuvi Sati Kuvi Sati Athigachi Sati Athigachi Sati Sama Sampo Thinyana Sama Sampo Thinyana Hitha Hitha Papuna Peti Papuna Peti Ahiyakala Apala Ahiyakala Uttupathaka Uttupathaka. Rồi à, mời à, lớp giơ tay lên em đọc bài. Hôm nay không có anh Các Thánh cô thân à, mời lớp đọc bài. Dạ Các Thánh có vô á thưa sư. Rồi mời à, lớp đọc bài anh Các Thánh à, mời lớp đọc bài. Dạ, dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. À. Dạ thưa sư cũng xin đọc. Nữ vận ạ. Ananda Raja Kumara, hoàng tử Ananda. Amitodhana Raja, vua. Amitodhana Kaludayi, đại thần Kaludayi. Chana Ra Chana Sarathi, người đánh xe Sanat. Kantha Kassa, ngựa kiền trắc. Maha Bodhi Rukha, cây đại thọ Bồ Đề. Bách cha sau này sao. Xá há cha tá bút gá lá, nhân vật đồng sanh. Ná dí xá tí sẽ đưa đi. Ví ma na tô từ cung điện. Hết tha ở dưới dưới. Phá viết xá tí sẽ trở thành. Á thí gách chít xá tí sẽ đạt được. Sa ma sam vô thí nha ná toàn giác trí. Hết tha tại đây. Papu Na Pê Tí khiến đạt được. Ariya Phá Lá thánh quả. Bút Thú Bát Tha Cá thị giả của Đức Phật. Thưa sư xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo. Dạ bạch sư con xin đọc một số từ ngữ vựng. Ananda Raja Kumara, hoàng tử Ananda. Amitodhana Raja, vua anh Amitodhana. Kaludayi, đại thần Kaludayi. Chanara Sarathi, người đánh xe Sanat. Kanthakassa, ngựa kiền trắc. Mahabodhi Rukha, cây đại thọ Bồ đề. Bacca, sau này sao. Sahacha Tabukkala, nhân vật đồng sanh. Ná dí xá tí sẽ đưa đi. Quý ma ná tô từ cung điện. Hết tha ở dưới dưới. Phá quý xá tí sẽ trở thành. Á thí gát chít xá tí sẽ đạt được. Samma sambo thí nha ná toàn giác trí. Hết tha tại đây. Ba bú na bê tí khiến đạt được. Ariya Phá Lá thánh quả. Buddha 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 cá thị giả của Đức Phật. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin đọc phần ngữ vận ạ. Ananda Raja Kumara, hoàng tử Ananda. Amitodhana Raja, vua Amitodhana. Kaludayi, đại thần Kaludayi. Chana Sarathi, người đánh xe Sanat. Kanthakassa, ngựa kiền trắc. Mahabodhi Rukha, cây đại thọ Bồ đề. Bacca, sau này sau. Sahajata Pukkala, nhân vật đồng sanh. Nayisati, sẽ đưa đi. Quý ma Nato từ cung điện. Hết tha ở dưới dưới. Phát quyết xá tí sẽ trở thành. Athigachi xá tí sẽ đạt được. Samma Sambodhi
Nga nát toàn giác trí, ếch thá tại đây, Paputna Peti hiến đạt được, Ariya phá lá, thánh quả, Buddhupathaka thị giả của Đức Phật. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử dự thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Ananda Raja Kumara hoàng tử Ananda. Amito Dana Raja vua Amito Dana. Kalu Đà Di đại thần Kalu Đà Di. Channa Sa Rathi Rathi người đánh xe sa nặc. Kanthak Cá Xá ngựa kiền chắc. Maha Bồ Thí Rúc Khá cây đại thọ Bồ Đề. Bách Chá sau này này. Saha Cha Tapuk Ga Lá nhân vật đồng xanh. Na Dí Xá Tí sẽ đưa đi. Vima Nato từ cung điện. Hết Tha ở dưới dưới. Ba Ví Xá Tí sẽ trở thành. Á Thí Gách Chí Xá Tí sẽ đạt được. Sama Sambo Thí Nha Ná toàn giác trí. Ếch Thá tại đây. Pap Pap Papú Na Pê Tí khiến đạt được. A Rí Giá phá lá thánh quả. Bút Thú Bát Tha Cá thị giả của Đức Phật. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ngữ vận. Ananda Raja Kumara hoàng tử Ananda. Amito Dana Raja Raja vua Amito Dana. Kalu Đà Di đại thần Kalu Đà Di. Channa Sarathi người đánh xe sa nặc. Kanthak Cá Xá ngựa kiền trắc. Maha Bồ Thí Rúc Khá cây đại thọ Bồ Đề. Bách Cha sau này sau. Saha Cha Tá Bú Ga Lá nhân vật đồng xanh. Na Di Xá Tí sẽ đưa đi. Quý Ma Ná Tô từ cung điện. Hết Tha ở dưới dưới. Phá Vi Xá Tí sẽ trở thành. A Thi Gá Chi Xá Tí sẽ đạt được. Sama Sambu Thí Nha Ná toàn giác tri. Ếch Thá tại đây. Ba Bú Na Pê Tí hiến đạt được. A Di Giá Phá Lá thánh quả. Bút Thú Bát Tha Cá thị giả của Đức Phật. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ngữ vận ạ. Ananda Raja Kumara hoàng tử Ananda. Amito Dana Raja vua Amito Dana. Kalu Đà Di đại thần Kalu Đà Di. Channa Sa Giá Thi người đánh xe sa mạc. Kanthá Cát Xá ngựa kiền chắc. Maha Bồ Thí Rúc Khá cây đại thọ Bồ Đề. Bát Cha sau này. Tá Cha Tá Búc Ca Lá nhân vật đồng xanh. Na Dít Xá Tí sẽ đưa đi. Dí Ma Ná Tô từ cung điện. Hét Tha ở dưới dưới. Tá Quýt Xá Tí sẽ trở thành. A Thi Gác Chích Xá Tí sẽ đạt được. Samma Sambu Thí Nha Ná toàn giác trí. Ếch Thá tại đây. Papuna Pê Tí hiến đạt được. A Di Giá Phá Lá thánh quả. Bút Thú Tát Tha Cá thị giả của Đức Phật. Giờ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc ngữ vận. Ananda Raja Kumara hoàng tử Ananda. Amito Dana Raja vua Amito Dana. Kalu Đà Di đại thần Kalu Đà Di. Channa Sarathi Channa Rasathi người đánh xe xe nặc. Kanthá Cát Xá người kiền trắc. Maha Bồ Thí Rúc Khá cây đại thọ Bồ Đề. Bát Cha sau này sau. Sa Ha Tra Tá Bút Gá Lá nhân vật đồng xanh. Na Di Xá Tí sẽ đưa đi. Quý Na Quý Ma Na Tô từ cung điện. Hết Tha ở dưới dưới. Phá Quý Xá Tí sẽ trở thành.
thi gắt chít xe tí sẽ đẹp được xem mà xem bồ thí nhẹ né toàn giác trí ít the tại đây bà buôn né bề tí khiến đạt được Ariya Phala thánh quả bút thú bát thề kế thị giả của Đức Phật. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vận ạ. Ananda Racha Kumara, hoàng tử Ananda. Amitodana Racha, vua Amitodana. Kaludaji, đại thần Kaludaji. Chana Sarathi, người đến xe sana. Kanthakasa, ngựa kiền trắc. Mahabodhi Rukha, là cây đại thọ bồ đề. Bacha, là sau này sao. Sahacha tá bú gá lá, là nhân vật đồng xanh. Ná di sát tí là sẽ đưa đi. Vimanato từ cung điện. Hét tha là ở dưới. Phá quý sát tí sẽ trở thành. Ác thí gác chí sát tí sẽ đạt được. Samma sambuddho thí nha ná toàn giác trí. Ê thá tại đây. Babuna bê tí khiến đạt được. Ariya pha lá là thánh quả. Bút thú phá tha la tha cá thị giả của Đức Phật. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin phép được đọc. Ananda Raja Kumara Amitodana Raja, xin lỗi, Ananda Raja Kumara, hoàng tử Ananda, Amitodana Raja, vua Amitodana, Kaludaji, đại thần Kaludaji, Channa Sarathi, người đánh xe Sanat, Kanthakassa, ngựa kiền trắc, Mahabodhi Rukha, cây đại thọ bồ đề, Bacha, sau này sao, Saha, Chatapukala, nhân vật đồng xanh, Nayisati, sẽ đưa đi, Vimanato, từ cung điện, Hitta, ở dưới, Pavisati, sẽ trở thành, Athikachisati, sẽ đạt được, Sammasambodhi, nhà nó toàn giác trí, ít thá tại đây, và bút na về tí khiến đạt được Ariya Phala thánh quả, bút thú phát tha khát thị giả của Đức Phật. Dạ thưa con xin cảm ơn. Nhờ có Phật tử nào muốn đọc nữa không? Dạ thưa sư, dạ xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ananda Charukamumara, hoàng tử Ananda. Amitodana Chara Raja, vua Amitodana. Kaludaji, đại thần Kaludaji. Channa Sarathi, người đánh xe sa nặc. Kanthakassa, ngựa kiền trắc. Mahabodhi Rukha, cây đại thọ bồ đề. Bacha, sau này sau.
Sahaja ta bukala, nhân vật đồng xanh. Narishati sẽ đưa đi. Quý Mana Nato từ cung điện. Hết tha ở bên dưới, ở dưới và dưới. Phá quý sati sẽ trở thành. Á thí gách chí gách chít sati sẽ đạt được. Samma sambo thi thi na na toàn giác trí hết tha tại đây. Dạ sư sư con xin hết ạ. Dạ con muốn đọc đúng không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Rồi chúng ta trở lại phần học, đó là phần từ vựng. Bây giờ chúng ta sẽ học phần bản kia của động từ thì bị lai. Và đây là bản kia của động từ thì bị lai. Cái này là bản kia đầy đủ, tức là mình có ngôi thường hay là ngôi thứ nhất. Á hăng bách chí xa mí số nhiều dâm bách chí xa má, ngôi trung hay là ngôi ngôi thứ hai. Toan số ít bách chí xa xí số nhiều tông hê bách chí xa thác, ngôi sơ hay là ngôi thứ ba. Số ít là so sa hoặc là tăng bách chí xa tí tê ta hay là ta mí phải chí sẵn tí. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái bản tóm tắt để chúng ta chia cho nó dễ, rồi chúng ta tập chia. Rồi đây là cái bản chia tóm tắt. Bản chia động từ bách chí tí thì vị lai. Ngôi thứ nhất số ít a hăng bách chí xa mí số nhiều dân bách chí xa má. Ngôi thứ hai số ít toan bách chí xa xí số nhiều công hê bách chí xa thá. Ngôi thứ ba số ít so bách chí xa tí số nhiều tê bách chí xa tí. Các động từ tận cùng bằng a bằng o khi ở thì bị lai thì nó cũng có bản chia giống như thế này. Chỉ có bằng e thì nó có một cái bản chia riêng. Trong giáo trình mình thì mình không có cái bản chia bằng e, tức là không có một cái bài học riêng, mà chúng ta sẽ học thêm luôn cái bản chia thì bị lai dạng bằng e trong cái bài học này. Ngôi thứ nhất số ít a hăng phải chí xa mi số nhiều dạng phải chí xa má. Ngôi thứ hai số ít toan bách chí xa xí số nhiều công hê bách chí xa thá. Ngôi thứ ba số ít so bách chí xa tí số nhiều tê bách chí xa tí. Bây giờ chúng ta sẽ tập chia bằng cách chọn một động từ nào đó để ghép với cái đuôi của cái phần thì bị lai này. Và anh Khánh mời lớp chia giúp em. Anh mời lớp chia thêm nữa. Dạ, yeah. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, yeah, bà sư, con xin chia động từ quá đáp tí là nói. Á hằng quá đi xa mí, má dằn quá đi xa má. Ngôi thứ hai số ít tăng quá đi xa xí số nhiều tôm hề quá đít xá tá. Ngôi thứ ba số ít tô quá đít xá tí quá đít đá tí số nhiều tê quá đít sàn quá đít đàn tí. Dạ con xin hết ạ.
Dạ, xin mời Phật tử Kim Phúc ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ quá sát tí là trở thành. Quá sát tí là trở thành. Ủa? Quá sát tí sư? Tí làm sao dịch trở thành được? Trở thành. Thế đâu mà nói quá sát tí dịch trở thành? Dạ. Chia động từ đó là sư? Ở quá sát tí là ở. Ngôi thứ nhất số ít á hàng quá quá á hàng quá quá quyết xa mí số nhiều má giang quá quyết xa má với động từ gì với động từ gì dạ quá xa tí sư quá xa tí mình sao chia kỳ vậy quá chia lại xin lỗi con chia lại là quá 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 quyết xa tí quá tí dạ quá quá quyết xá tí quá tí chứ sao con biết nó là động từ là quá xá tí mà quá xá tí thưa sư à, quá xá tí thì là bỏ chữ tí ra thôi dạ thì nó còn là quá tí chứ sao mà quá quý được dạ xin lỗi con đọc lại thứ nhất số ít á hàng quá xít sa mí số nhiều má hàng quá xít sa má ngôi thứ hai số ít toàn quá xít sa xí số nhiều ngôi thứ hai số nhiều quá xít sa thá ngôi thứ ba số ít số quá xít sa tí số nhiều t quá xít sanh tí thưa sư xin hết. À. Dạ, xin mời phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin chia động từ a quả ha tí là kết hôn ạ. À. Ngôi thứ nhất a hăng a quả hít sa mí số nhiều má răng a quả hít sa má ngôi chung số ít tăng a quả hít sa xí số nhiều tum he a quả hít sa thá ngôi thứ ba số ít xô a quả hít sa tí số nhiều tê a quả hít sam tí dạ thưa sư xin xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo. Bạch sư con xin đọc, con xin nha chia động từ na giá tí, ná giá tí là dẫn đi ạ. À. Ngôi thứ nhất số ít, á hăng ná dí sát tí sa mí á hăng Ná dí xa mí số nhiều má dân ná dí xa má ngôi thứ hai số ít tăng ná dí xa xí số nhiều tôm hê ná dí sát thá ngôi thứ ba số ít ná dí xa tí số nhiều tê ná dí xăng tí con xin hết ạ. À. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Ba Lê Tí là hộ trì sư.
Dạ thưa sư con xin. Bà lấy tí không được. Ngôi thứ nhất số bà ít. Bà lấy tí không được. Bà bằng E không được. Được hả sư? Hồi nãy con nghe sư nói là bằng E cũng giống bằng bằng A. Con mới chia thử. Bằng E là một bản riêng. Giống giống hả? E là một bản riêng sư. Dạ dạ dạ, dạ. Con biết rồi. Dạ. Vậy con xin chia cái động từ ca ra tí là đi bộ nha sư. Cá ra tí. Cá ra tí. Dạ, cá ra tí là đi bộ. Thì đó là cá chứ không phải là cá, đọc là cá ra tí. Cá. Dạ dạ con xin, dạ con xin lỗi, cá ra tí. Dạ. Dạ con xin chia động từ đi bộ là cá ra tí. Dạ. Ngồi thứ nhất số ít á hằng chá sa mí chá rí sa mí chá á hằng chá rí sa mí ngôi thứ nhất số nhiều là mấy văn chá rí sa má ngôi thứ hai số ít là toan chá rí sa xí số nhiều là tung hê chá rí sa thá ngôi thứ ba số ít là sô chá rí sa tí số nhiều là tê chá rí săn tí. Dạ thưa sư con xin nết à, con xin lỗi sư ạ, lâu ngày con đọc sai. Dạ con xin lỗi sư, con sa thủ, con sám hối. Dạ xin mời học tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con chia từ bát sát tí là xem. Dạ, ngôi thứ nhất, á hăng, bác sĩ sa mí. Số nhiều, má dăng, bác sĩ sa má. Ngôi thứ hai, số ít, toan, bác sĩ sa xí. Số nhiều là tum hê, bác sĩ sa thá. Ngôi thứ ba, số ít là sô, bác sĩ sa tí. Số nhiều là tê, bác sĩ săn tí. Dạ, bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin chia động từ gách chá tí được không ạ? Là đi ạ. Dạ. Ngồi thứ nhất, á hăng, gách chí sa mí, số nhiều, má răng, gách chí sa má. Ngồi thứ hai, số ít, toang, gách chí sa xí, số nhiều, tung hê. Gách chí sa thá. Ngôi thứ ba, số ít, sô. Gách chí sa tí, số nhiều, tê. Gách chí săn tí. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ, thưa sư con xin chê động từ quá đá tí nói thì bị ở thì bị lai. Ngôi thứ nhất số ít á hăng, quá đi xa mí, số nhiều má dăng, quá đi xa má. Ngôi thứ hai toàn, ngôi thứ hai số ít toàn, quá đi xa xá xí, số nhiều tâm hê, quá đi xá thá. Ngôi thứ ba số ít sô, quá đi xá tí, số nhiều tê, quá đi san tí. Thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phùng. Dạ, con xin kính định lễ sư, kính chào tất cả anh chị em trong chia động từ ba bốn ná tí là đạt được. Ngôi thứ nhất số ít á hằng ba bốn nít xà mí, số nhiều má vàng ba bốn nít xà má. Ngôi thứ hai số ít toàn ba bốn nít xá xí, số nhiều tâm hề ba bốn nít xá thá. Ngôi thứ ba số ít sô ba bốn nít xá tí, số nhiều tê ba bốn nít sàn tí. Dạ kính bạch sư con đã đọc xong. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi nếu mà không còn ai nữa thì bây giờ chúng ta sẽ chia tiếp một bản nữa, đó
đó là mạng tận cùng bằng e ha, như là đề thê tí. Để đây mình sẽ có đó là ngôi số, ngôi thứ nhất số ít đề thê xà mí, số nhiều mới dàn đề thê xà má. Ngôi thứ hai số ít toàn đề thê sát xí, số nhiều tôm hê đề thê sát thác. Ngôi thứ ba số ít so đề thê sát tí, số nhiều tê đề thê sát tí. Rồi lần nữa ha, ngôi thứ nhất số ít a hàng đề thê xà mí, số nhiều mới dàn đề thê xà má. Ngôi thứ hai số ít toàn đề thê sát xí, số nhiều tôm hê đề thê sát thác. Ngôi thứ ba số ít so đề thê sát tí, số nhiều tê đề thê sát tí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn các động từ tận cùng bằng e để chia cho cái bảng chia này. Ai chỉ được mình giơ tay lên. Mình cắt thánh mọi lớp. Dạ, xin mời Phật tử Phùng. Các thánh mời cô ha các thánh. Dạ dạ. À, tại cô nghe không rõ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ ba lê tí hả sư à? Dạ. Rồi. Dạ thì vị lai. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít á hàng ba lê sa mí. Ba lê sa mí. Ba lê sa mí. Dạ dạ. Ngôi thứ số nhiều là má văn ba lê sa má. Ngôi thứ hai số ít là toàn ba lê sa xí. Số nhiều là tum hê ba lê sa thá. Ngôi thứ ba số ít là sô ba lê sa tí. Sát tí. Số nhiều là tê ba lê sa tí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Sư con xin chia động từ bu chê tí là cúng dường. Ngôi thứ nhất số ít á hăng bu chê mí. Số nhiều má văn bu chê má. Ngôi thứ hai số ít văn bu chê xí. Số hai số nhiều tâm mê bu chê thá. Ngôi thứ ba số ít sô bu chê tí. Số nhiều tê bu chen tí. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư, con xin chia động từ tháp pê tí ạ. Dạ, ngôi thứ nhất số ít á hăng tháp pê sa mí. Số nhiều má văn tháp pê sa má. Ngôi thứ hai số ít văn tháp pê sa xí. Số nhiều tâm hê tháp pê sa thá. Ngôi thứ ba số ít tháp pê sa tí. Số nhiều tê tháp pê sa tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ mí măng tê tí là mời thì vị lai ạ. Ngôi thứ nhất, á hăng, mí măng tê sa ní. Số nhiều, má răm, mí măng tê sa má. Ngôi thứ hai, số ít, tăng, mí măng tê sa xí. Số nhiều, tum hê, mí măng tê sa thá. Ngôi thứ ba, số ít, sô, mí măn tích xa tí. Số nhiều mí măn à, số nhiều tê mí măn tích xa tí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư con xin chia động từ ma rê tí. Ngôi thứ ba, ngôi thứ nhất số ít á hằng
Mare Sami, ngôi thứ số nhiều. Má Giang, Mare Sama, ngôi thứ hai số ít. Toàn, Mare Sasi, số nhiều. Mare Satha, ngôi thứ ba số ít. So, Mare Sati, số nhiều. T, Mare Santi, thứ sư xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Thưa sư, con xin chia động từ Arathe Tý, thỉnh mời ở thầy vị lai. Ngôi thứ nhất số ít, Á Hăng, Arathe Sa Mí, số nhiều Má Giang, Arathe Sa Má. Ngôi thứ hai số ít, Toàn, Arathe Sa Xí, số nhiều Tâm Hê, Arathe Sa Thá. Ngôi thứ ba số ít, So, Arathe Sa Tí, số nhiều Tê, Arathe Sa Tí. Dạ, thưa thư xin hết. Dạ, xin mời học tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư, con xin chia động từ Olo Kê Tí, nhìn thấy. Ngôi thứ nhất, Á Hằng Olo Kê Sa Mí, số nhiều Má Văn Olo Kê Sa Má. Ngôi thứ hai, số ít Toàn Olo Kê Sa Xí, số nhiều Tum Hê Olo Kê Sa Thá. Ngôi thứ ba, số ít So Olo Kê Sa Tí, số nhiều T Olo Kê Sa Tí. Dạ, bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin chia động từ Pa Lê Tí là cai trị ạ. Ngôi thứ nhất, số ít, Á Hăng Pa Lê Tê Sa Mí, số nhiều, Má Răng Pa Lê Tê Sa Má. Ngôi thứ hai, số ít, Toăng Pa Lê Tê Sa Tí, số nhiều, Tung Hê. Đọc nhẹ quá, đọc nhắn tiếng như được. Dạ. Con đọc lại ạ. Ngôi thứ nhất, số ít, Á Hăng Pa Lê Pa Lê Tê Sa Mí, số nhiều, Má Răng Pa Lê Tê Sa Má. Ngôi thứ hai, số ít Toăng Pa Lê Tê Sa Mí, Sa Xí, số nhiều, Tung Hê Pa Lê Tê Sa Thá. Ngôi thứ ba, số ít, So Pa Lê Tê Sa Tí, số nhiều, Pa Lê Tê Sa Tí. Bạch sư, con xin hết, xin sư sửa giúp con cảm ơn ạ. À, đọc vậy đến khi mình viết cái chừng mình viết không đúng rồi. Tại cái chữ chữ E đó nó ghép với chữ sát ở phía sau, cho nên mình phải đọc nhắn nó mới được. Ví dụ như D C và Mỹ, D C và Mỹ. Dạ, dạ, con cảm ơn sư ơi. Dạ, Đê Xế Sa Mí, Đê Xế Sa Má. Con cảm ơn sư ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À? Dạ, thưa sư đã hết rồi. Dạ. Đã, bây giờ chúng ta trở lại phần học bài ha. Đó là phần bản chia. Bây giờ chúng ta sẽ học về thầy vị lai. Chúng ta học bản chia rồi thì chúng ta sẽ học thầy vị lai thì dễ rồi. Thầy vị lai trong tiếng Bali dùng để diễn đạt sự kiện sẽ xảy ra, một hành động chưa tới, chưa đến. Ví dụ ở đây, Siddhartha Raja Kumaro Vaccha Samasamputo Hovisati. Sau này Thái tử Sĩ Đạt Ba sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. À, thì ở đây mình nói động từ không biết sơ tí. Động từ gốc của nó là phán hoặc tí. Nhưng mà nó chia thì vị lai bằng cách là ngôi thứ ba
ít nó thêm ít. Tí cho nên mình được nói là không biết là tí Tarasue Utarasue Mayang Park. Ngày mốt chúng tôi sẽ đi đến chùa Xuyên Lý. Thì ở đây mình có chữ cái chí xà má cái chá tí. Thì ở đây nó thêm chí xà má từ cái chủ từ nó là Mayang theo cái bài mình học được này. Thì đó là thầy vị lai. Mình có thể dùng một động từ nào đó để tập đặt câu với thầy vị lai trong câu hỏi, biết người ta đã cho mình hay không để xem trang tự chỉ như vốn không có, nhưng mà cho họ đặt câu với trang tự chỉ như vốn này là đúng là phải có để thực tập cái phần này để cho các tự làm quen để nhớ thì ví dụ. Rồi phần thứ hai đó là phần với mình nhớ đó là ở thì hiện tại là mình có bốn bảng chia, tức là một dạng bằng A, một dạng bằng A, một dạng bằng O, một dạng bằng E. Nhưng mà khi chúng ta học thì quá khứ là nó chỉ còn lại hai bảng, đó là dạng A, A, O thì nó ghép chung một bảng, còn dạng E thì một bảng. Ở thì vị lai thì nó cũng có chỉ có hai bảng, tức là dạng A, A, O thì nó ghép chung với cái bảng A, còn dạng bằng E thì nó có một bảng riêng. Ở trong phần bài học chính thì nó không có dạng bằng E, nhưng mà cái phần phía sau các bạn chia sư đã để ở trong sách của mình cái bảng chia dạng bằng E. Tại đưa vô một bài hay nó hai bảng chia thì nó nhiều quá nó nhiều quá thấy các tự thấy ngán. Nhưng mà để thêm nó một bảng chia nữa thì nó quá dễ, cho nên là sư để thêm để mình học thêm thôi, chứ không có ghi vô chính thức ở trong bài học. Phần thứ hai đó là phần trạng từ chỉ nơi chốn. Trạng từ chỉ nơi chốn thì cách sử dụng trạng từ chỉ nơi chốn là tiếng trạng từ diễn đạt ý nghĩa địa điểm, một nơi xảy ra sự kiện, hành động hay bối cảnh, là chỉ ra cái nơi mà đang xảy ra một chuyện gì đó. Ví dụ như là Tithattha Bodhisattva Mahabodhi Rukkha Mulassa Hittha Samasambodhi Nhanang Athigachi Sati. Bồ Tát Tithattha sẽ đắc được toàn giác trí dưới cây đại thọ Bồ Đề. Thì chữ hít tha đấy nó là vừa là càng từ chỉ nơi chú, còn mình nếu mình học bài giới từ nữa thì nó là càng từ chỉ nơi chú, ở đây là vì nó chỉ là ở dưới chỗ nào đó. Mà mai mốt mình khi mình học về giới từ thì cái hít tha này nó còn là giới từ, lý do là trước nó là nó luôn luôn đòi hỏi có một cái thức từ đi cùng với nó, một bộ của nó thì nó dùng cách thứ sáu. Cái thí dụ hai đó là Thera Devatikan Ethas Agachi Santi. Các vị trưởng lão sẽ đến đây mỗi ngày. Thì ở đây cái chữ Ethas là đây, là chỗ này, là tặng từ chỉ người chủ. Ở đây mình có một số tặng từ chỉ nơi chủ là như là Apo, Anto, Antara, Uthang, Upari, Ekamantang, Etha, Tattha, Tiriyang, Sapato, Sapattha, Etha, Atho, Anto, Antara, Uthang, Upari, Ekamantang, Etha, Tattha, Tiriyang, Sapato. Sapattha
thầy chỉ đi chốn này chỉ đi để chúng ta mời đất đọc. Các tử phải cố gắng để mình nhớ được một cái từ vựng để khi mình học xong quyển 1, quyển 2 thì này thì mình sao luôn cái quyển 3. Chúng ta cố gắng nhớ một ít từ vựng để làm 4 hoặc quyển 3 thì mình vừa học theo giáo trình mà vừa học thêm một ít kinh điển. Mình có thể là xen vào các bài kinh Bali mà các tử mình hay thường đọc. Rồi một vài bài kinh tu tập, ví dụ như kinh Đại Niệm Xứ chẳng hạn, để cho các tử mình xem Bali cho nó quen. Rồi mời lắp tập đọc đi. Sư cho con hỏi sư. Thưa sư, cái câu thí dụ ở bên trên đó là Terra Devasikan Ettha, thì chữ Devasikan này là cách mấy vậy sư? Cách 2 à? Cách 2. Nhưng mà như cái Devasikan là... ở đây thì nó dùng như là tạng từ chỉ sự thường xuyên. Cách 2 nhưng mà dùng như là tạng từ chỉ sự thường xuyên. Như vậy là những cái trạng từ này chỉ nơi chốn là thường thường là chúng ta dùng cách số 7 hết hả sư? Đâu có. Không có cách số 7 hết không? Chứ giờ là mình sao mình nhớ được sư? Ví dụ là cái chữ Meta nó đâu phải là cách số 7, tức là nó hình thành là như vậy. Chữ Meta này nó phải chia là cách số 7, tức là cái nguyên phát là như vậy. Nó chỉ có một số danh từ thôi, một số danh từ khi mà nó dùng ở chỉ nơi chốn thì nó được chia ở cách thứ bảy, và một số trường hợp còn lại thì nó không có chia. Ví dụ như chữ e tháng này nó cũng không có chia nè. Chữ e tháng này là nó chỉ từ chữ e tán cộng với tiếp vị ngữ khác để chữ cạn từ chỉ nơi chốn. Ở đây nè, các tàn từ dưới đây là có một số là nó được chia, ví dụ như là tí đi văn thì nó là cách thứ hai, út thăng thì nó là cách thứ hai, thì có mình tăng cách thứ hai, nhưng mà các tàn từ còn lại là nó không có chia, cái gốc của nó là như vậy. Là nó dạng nguyên mẫu của nó. Thiền sư mà lớp tập đọc đi. Xin mời Phật tử Kim Phúc ạ. Thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ nơi chốn. Atho ở phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Ukhan phía trên, Ubari trên, Ekamantang ở một bên, Ettha chỗ này, Tattha chỗ ấy nơi ấy, Tiriyang ngang qua, Sabbato từ mọi phía, Sabbatha khắp nơi, Hettha ở dưới. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc một số trạng từ chỉ nơi chốn ạ. Atho phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Uthang phía trên, Upari trên, Akamantang ở một bên, Ettha chỗ này, Tattha chỗ ấy nơi ấy, Tiriyang ngang qua, Sabbato từ mọi phía, Sabbatha khắp nơi, Hettha ở dưới. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Bà sư con xin đọc một số trạng từ chỉ nơi chốn. Atho bên dưới,
ăn tô ở trong, ăn tá ra ở giữa, út thân phía trên, út bá rí trên, ê cá măng tăng ở một bên, ép há chỗ này, tát há chỗ ấy nơi ấy, tí rí văn ngang qua, sáp bát tô từ mọi phía, sáp bát há khắp nơi, hết tha ở dưới. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin một số tràng từ chỉ nơi chốn ạ. Á thô phía dưới, ăn tô là ở trong, ăn tá ra là ở giữa, út thăng là phía trên, út bá rí trên, ê cá măn tăng ở một bên, ết thá chỗ này, tát thá chỗ ấy nơi ấy, tí rí răng ngang qua, sắp bá tô từ mọi phía, sắp bá thá khắp nơi, hết tha ở dưới. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ nơi chốn ạ. Á thô phía dưới, ăn tô ở trong, ăn tá ra ở giữa, út thăng phía trên, u ba rí ở trên, ê cá măn tăng ở một bên, ếch thá chỗ này, tắt thá chỗ ấy nơi ấy, tí dí răng ngang qua, tắt giá tô từ mọi phía, tắt đất thá khắp nơi, hết tha ở dưới. Giờ sư tư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ nơi chốn ạ. Ác thô là phía dưới, ăn tô ở trong, ăn phá ra ở giữa, út thăng là phía trên, út ba rí là trên, ê cá măng tăng là ở một bên, ếch thá là chỗ này, tát thá là chỗ ấy, nơi ấy, tí rí văn là ngang qua, sát bát tô từ mọi phía, sát bát thá là khắp nơi, hết tha là ở dưới. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, cho con hỏi cái ăn tô á, cái giấy từ nó bên trong vậy, cách sáu vậy, cái giờ cái chữ ăn tô này cũng chạm từ chỉ nơi chốn vậy, mình cũng đi xài giống như cách sáu, cái từ nó là cách sáu luôn hả sư, trước nó đó sư. Hả sư? Dạ. Ý con hỏi á, cái chữ anto á, với từ anto là bên trong, trước nó là dùng cá sáo, vậy cái giờ bài này thì anto cũng ở trong là trạng từ chỉ nơi chốn, vậy trước cũng là xài cá sáo luôn hả sư? Giống nhau. Dạ. Thưa sư, xin đọc một số trạng từ chỉ nơi chốn. Á thô phía dưới, anto ở trong, antara ở giữa, út thăng phía trên, út bá rí trên, ê cá măng tăng ở một bên, ếch thá chỗ này, tát thá chỗ ấy nơi ấy, tí rí văn ngang qua, sáp bá tô từ mọi phía, sáp bá thá khắp nơi, hết tha ở dưới. Dạ thưa sư, xin hết. Đọc xong rồi đó Khánh. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, Hảo Nguyễn đọc rồi, quên hạ tay. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Kỳ Tiên Khánh, nãy giờ mạng rớt. À, dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Chị Tiên đọc nha. Dạ, mời chị Tiên đọc nha.
Dạ thưa sư, xin đọc một số trạng từ chỉ nơi chốn. Atho phía dưới, Anto phía trong, Anto ở trong, Antara ở giữa, Uttang phía trên, Ubari trên, Eke Minh Tăng ở một bên, Ít thá chỗ này, Tát thá chỗ ấy nơi ấy, Tư Ri Văn ngang qua, Sepato từ mỗi phía, Sepathé khắp nơi, Hít thá ở dưới. Dạ thầy sư xin hát. Dạ, xin hỏi có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Là gì kia? Bây giờ đã xong phần ai học. Dừng qua phần nào trả lời câu hỏi ha. Trả lời câu hỏi đó là thứ nhất là kể tên các nhân vật đồng sanh, đồng sinh với thầy tử Chí Thất Thái. Ai kể được cái này? Dạ thưa bạch sư, con xin kể. Dạ bạch sư, hoàng tử Ananda, công chúa Yashothara, đại thần Kaludayi, Saputana, ngựa Can Thác Cá, cây đại thọ Bồ Đề và bốn hầm châu báu là những nhân vật đồng sanh cùng ngày với thái tử Siddhartha. Câu số 2 là cho biết sự liên quan giữa Đức Bồ Tát với các nhân vật đồng sinh. Hãy đánh lại câu này. Dạ thưa sư, con xin trả lời. Yashodhara sau này sẽ là ái hậu của Siddhartha, còn Channa và ngựa Kanthaka là sẽ đưa thái tử đến nơi xuất gia, từ hoàng cung đến nơi xuất gia. Còn cây đại thọ Bồ Đề là nơi mà Bồ Tát sẽ đắc toàn thánh trí, toàn giác trí vào ngày rằm tháng Vesak. Còn Ca Cú Gia Đí là đại thần, là người đầu tiên thỉnh được Ca Lú Đa Dí là đại thần đầu tiên đã thỉnh được Phật, sao đã thỉnh được Phật trở về thành Ca Bí Lá Bất Thú. Ananda thì là thị giả của Phật sau này. Rồi còn mấy cái nữa ta? Còn bốn hầm châu đa báo thì sau khi mà Phật thành, Bồ Tát thành Phật thì cũng không còn. Rồi, dạ, câu 3 là gạch dưới các động từ thì vị lai được sử dụng trong đoạn văn. Thì phần này chúng ta sẽ đọc đoạn văn thì chúng ta gạch dưới. Thứ tư đó là tìm và gạch dưới các hàng từ chỉ nơi chốn trong đoạn văn. Thứ năm đó là xem phần ngữ vựng cho một động từ có hình thức tương tự như quá chất tí và tập chia động từ đó ở thì vị lai. Phần này nãy thì mình làm rồi. Giờ câu thứ sáu đó là hãy tập đặt câu với các trạng từ chỉ nơi chốn như hết tha, khi cầm mình tăng, tập tha, khi thác. Mình tập đặt câu đi. Giờ mình tập đặt câu trước rồi thì xong mình sẽ đọc đoạn văn. Giờ ai đặt câu được tập đặt câu đi. Đặt
so với các trạng từ này? Đặt được câu nào thì câu đó. Dạ bà sư, con đặt câu với từ e cá manh tăng ạ. Thưa sư, con đặt câu với trạng từ hết tha. Mình gà lá xá để tay xuống rồi mà nói để tay xuống không được làm sao? Dạ thưa sư, con mới làm được hết sư, hồi nãy con làm không được. Một cái giáo tình này là mang khi vừa tự mình thay đổi câu được biết câu được không biết đạt câu đó. Lại cho có vừa trạng từ vừa trạng từ ê các cô chứ đâu phải ê các ký. Dạ con đặt sư con gọi con chat rồi ạ. Đi thì có mình tăng vì ấy sau khi đến gần gì vì ấy sau khi đến gần cung điện đảnh lễ và ngồi xuống một bên là sao? Dạ sư, đến sau khi đến chùa sư.
đến chùa hả? Sau khi đến chùa, dạ. Đi Hà Răng. Sau khi đến chùa đảnh lễ và ngồi xuống một bên, dạ. Đi Hà Răng đi chùa được. Dạ, dạ. Con xin lỗi. Anh Hà Răng. Đảnh lễ thì phải đảnh lễ cái gì thì mới được. Không biết gì thì sao được. Đảnh lễ Đức Phật. Vậy nó mới khác. Dạ. Không nghe được. Phật đảnh ngồi xuống một bên. Là được. Hà Răng. Cũng được chữ Ê Cám Hân Tăng. Phật Phán Măng Lá Lát Phật. Được Cám Hân Ê Cát Ký Tâm Phú. Con này biết gì thì lạ lại. Thái tử Si Thất Tháng. Đang nằm dưới hồi cây trăm. Em hay biết ngắn gọn vậy đi là được rồi. Em biết kia chị. Đang nằm dưới hồi cây trăm là được rồi. Nhưng chị sử dụng chữ hết tha là được. Về các quý sa chạy trầm tí sắp bắt thang các quý sa về các quý sa các bậc chân nhân dạ từ bỏ cái điều ác sư từ bỏ điều ác trong câu kinh cái này trong là trong câu kinh khắp cú đó sư kinh mà nó phải rõ cái trầm tí trầm tí hay quá này biết chuyện được tại là các bậc chân nhân khắp nơi phải là ở khắp nơi mới được là các bậc chân nhân khắp nơi vậy không phải là ở khắp nơi Masante Masanta Sua Santa Missa. Rồi, rồi. Chữ hết thai nãy mình có rồi. Mà dặn Cô thi mù lắc sát hết tha thi tham má. Ủy cái này cũng được rồi. Mà chữ này có rồi. Còn ai biết cái chữ các chữ còn lại không? Còn cái chữ tập khác nè, ý khác nè. Còn hai chữ này nè. Ai biết hai chữ đó nè. Nói xong năm thì nói về xong đọc đoạn văn thì tôi phải tập. Hai chữ đó đi Ủa thưa sư vậy cái câu cuối này dịch sao á sư sắp bát tháo quê của santa sư dịch lại dùm con đi thưa sư
và kinh doanh ở khắp nơi. Nơi từ bỏ ác pháp, ai biết chuyện ý thác với tất thác không? Có không? Sư con viết cái từ ý thác, sư mà mấy con viết vậy mà không biết có ra sách đúng không? Sư coi lại con. Có nghĩa là gì vậy thôi? Xem bản đọc nữa. Ở đây là các thầy khô. Vị thầy khô sau khi biết rõ các sách là vô thường. Con viết vậy mà không biết cái câu có chút câu viết vậy đúng không? Con không biết sao sao. Và trong kinh tạng đó phải là dấu tại trong kinh tạng phần lớn là lối văn nói, không phải là lối văn viết theo cấu trúc. Thì cái văn nói với câu văn viết khác nhau ta. Trong cái giải sau này thì các ngài sử dụng văn viết, còn trong kinh tạng là theo cách ghi chép văn nói. Cái câu ý thái này là trong kinh thì nó nhiều, nhưng mà viết hai câu chú viết miếng của câu dài lắm. Dạ nếu con này không rõ thôi để con xóa nè. Đó em mà rất nghĩ là từ sao ai nhớ nhắc từ đọc động văn á cho để em thử rồi em mà đọc. Dạ, buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Pali cho chúng con. Dạ, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Dạ, xin mời cô. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Sanh Khai Giá,
con kính đảnh lễ sư. Hôm nay con xin đại diện lớp con hồi hướng cho tiên ạ. Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buồn nhân nô anu mô đàn thức chi răng ra khan vô sa sa năng. Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buồn nhân nô anu mô đàn thức chi răng ra khan vô nô gà râu. Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta yô. Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu ba ni nô. Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nô sa đà. Y đăng va tam nô buồn nhân a sa va kha ya a hằng hồ tu a na ga te ca lê. Dạ, con xin biết con kính đảnh lễ sư. Sa thú, sa thú. Kính mời quý học viên trở lại lớp Pali vào ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 tới 21:00. Chúc sư và lớp có nhiều sức khỏe. Dạ, kính chào cả lớp.